Kim Ngân xin mến chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Chuyến này thì Ngân không có chở quặng sắt rồi, do là nước lũ về rồi đường xá ngập hết trơn rồi, cho nên là không có chở được luôn. Bây giờ thì Ngân đang trên đường chạy về Việt Nam nè. Lúc nãy tính lầy quầy xuống phụ hai đứa em Ngân quét hầm hàng, mà nhớ ra là chưa có làm cơm trưa, cho nên là tranh thủ lên đây bật cái nồi cơm lên, rồi làm đồ ăn để chút xíu nữa xà lan về tới bến đậu, với lại xuống dưới dọn hầm hàng thì lên cũng có cơm ăn, chứ để lầy quầy xuống dưới quét tới chiều là không có cơm ăn luôn á. Sáng xà lan dậy rồi bến sớm thì Ngân có xả ra cục thịt ba rọi, tính là chắc có lẽ là kho hộp dịch cho nó nhanh, nhưng mà thôi bữa giờ ăn hoài nó cũng ngán quá rồi, cho nên là bữa nay Ngân cắt nhỏ nhỏ ra, cái Ngân ướp luôn, Ngân nướng cho ông xã Ngân, ổng mê cái món thịt nướng Ngân làm dữ lắm, cho nên là ướp sẵn rồi cái nướng luôn. Chắc có lẽ là không kịp cho nó thấm đâu, giờ ướp xong là bắt bếp lên nướng liền nè. Bình thường nếu mà xà lan lưu thông thì Ngân không có nướng bếp than đâu, tại vì nó mất thời gian lắm. Ngân có cái bếp ga này của Nhật nè, nó có cái lò nướng luôn. Thôi thì giờ nướng ga luôn cho nó nhanh, chứ mà chờ nhúng than lâu dữ lắm. Mà cái lò ga chứ nướng thịt ngon lắm nha. Ví dụ mọi người ăn gà nướng, vịt nướng hay hoặc là cá nướng thì cứ bỏ vô đây nướng ngon lắm. Ở dưới nó có một cái hộc á, cái mình chế vô miếng nước là cục thịt mình nó không có bị khô. Cái này Ngân nướng hai lần rồi nè. Bây giờ là quét chút xíu mật ong vô nữa, chút xíu nó ăn cho cục thịt nó mềm mềm, nó ngọt ngọt, ngon dữ lắm. Rồi bây giờ là chuẩn bị có thịt ăn rồi nha. Nướng bằng cái bếp này thì cũng giống như mình nướng ở trên cái lò than vậy đó, mình chở liên tục thì cục thịt mình nó sẽ ngon hơn là biến chở chở là nó bị khét á. Bây giờ là chuẩn bị quét thêm một cái lớp mật ong lên nữa là có thịt ăn á. Bếp này đặc biệt cái nó có cái đồng hồ hiện giờ luôn, mình có thể chỉnh cái giờ tùy thích, nhưng mà nhất là dành cho xà lan á, tại vì thường mình đi xà lan là mình ít có nấu cơm điện á, thì nó có cái chức năng nấu cơm giống y chang như cơm điện vậy đó. Rồi bây giờ là thịt đã nướng xong rồi, hơi bị ngon luôn nha. Cái này là nướng bằng ga đó chứ không phải nướng bằng than đâu, rất là ngon luôn. Giờ là cái phần nào mà ngon nhất là đem ra chuốc cho ông thuyền trưởng nè. Bây giờ thì xà lan Ngon đã đi ra cái đoạn sông này là ngoài sông lớn rồi. Sông này là tuyến sông cái của sông Mekong á. Quá chừng ra đây sóng gió nè. Mỗi lần mà xà lan ra đây là sóng gió dữ dội luôn. Ra ngoài đây thì sóng như thế này mình đi là mình phải ép sát vô trong vách hầm hàng nha, chứ mà đi mé mé ở ngoài sóng nó đánh cái là văng xuống sông luôn á. Hai đứa em Ngân sớm giờ quét được hầm mũi rồi, bây giờ ra tới hầm lái đuối rồi, đuối với trái chuối rồi, tại tối đi thức khuya thức tới 2 giờ sáng, tối đi thức khuya thức tới 11-12 giờ mới ngủ, giờ cũng đuối hết trơn rồi. Con sóng nó ập nè. Đây đây, cho mọi người xem nè. Đó. Thấy ghê chưa? Đó. Sóng có ghê không? Sóng to, gió lớn. Trời, có gió là sẽ kèm theo đó là sóng. Đang đi nước xuôi á, mình chở đầu rất là dễ luôn nè, chỉ cần móc cái mũi qua thôi là cái lái nó sẽ bê xuống liền. Cho cái lái vô trước đi, cái vô cái vuốt cái mũi cái là được rồi. Rồi được rồi, được rồi. Được luôn rồi, một cổng được rồi. Đó, cặp bến. Đã về tới bến rồi. Mình mới vừa cập xong thì hai chiếc ở ngoài cũng vừa tới luôn nè.
Ok với chị ba nha anh. Giờ xuống quét hầm phụ hai ẻm nè. Hồi nãy thì Ngân đi nấu cơm rồi Ngân không có quét hầm được, bây giờ mới chính thức xuống quét nè. Đây xuống tới hầm rồi. Wow, ôi ôi, đá trong đây cục bự bự luôn nè. Có ai mua sắt không? Mấy cục này là mấy cục sắt không nè, ở trong đây sắt ở trong đây là 60% á. Ai mua sắt không ngừng bán luôn, nặng dữ lắm. Ồ vậy cái đống hơn chuối cái cỡ 2 tấn không Vinh hả? Thấy thấy nặng dữ hả? Ừ thì nặng dữ lắm. Không chị ba nghĩ chắc cỡ 2 tấn thôi chứ không ít đâu. Cục nào cũng lấy chà bá lửa không nè. Ừ sắt không à, nặng dữ lắm. Đây nè mấy cục nó bể ra nè, nặng dữ lắm. Cào lại bạc. Ủa cơm có đường vô lấy thùng hốt xách lại hả? Nặng dữ lắm luôn ơi nhờ. Nè xuống đây nhẹ lắm, xuống đây. Cục này nó có vài ký à, cục này có vài ký à hả? Cục này chắc chừng cỡ 2-3 ký gì á. Rồi ông xã Ngân nói nhẹ lắm. Hay chị ba cạo này cho hai đứa xúc xin đi. Hơi nặng à. Chà. Lên chuột không phải giỡn đâu nha. Cái trang này mua nào đã vậy? Trang này cào im nè. Sao thùng này nhiêu ký? Ôi đồ. Nặng gì vậy? Mới cào có mấy cào mà Thảo cũng không nổi. Tại vì ở dưới đây hầm á, với lại cái này nó nặng dữ lắm, nặng dữ lắm, nặng luôn á. Bây giờ là mình sẽ xúc từ chỗ nó hầm 4 giờ nó hầm 1. Xúc từ chỗ nó hầm 4 á, khiêng lại đổ ở chỗ nó hầm 1. Tại vì chỗ nó hầm 1 mình có cái tờ á, nếu mà có cần cẩu mình nhờ cẩu lên được thì cẩu, còn mấy là phải lấy cái máy quay neo của mình kéo lên, kéo lên từ thùng. Bên thôi đó, một nửa của hầm thôi đó là đã được một đống rồi nè, mới có nửa thôi đó, còn nửa nữa.
Rồi bây giờ mình sẽ lấy cây chổi mình quét hầm luôn, quét gom lại cho sạch sẽ luôn. Rồi chuyến này á, là Ngân chuyển qua Ngân chợ hàng xá, cho nên là dọn cái hầm hàng này hơi bị đuối luôn á. Hồi sớm giờ là mấy đứa em Ngân nó quét được cái hầm mối rồi, hầm sau này nó bự hơn cho nên là nó nhiều hơn nè. Gom từ hồi nãy giờ mà chưa có xong nữa đó. Tại vì cái này nó nặng dữ lắm nha, nó thuộc dạng đá á. Khi mà xà lan mình qua chở cái loại hàng mới á, là mình phải dọn hầm hàng sạch sẽ cái loại cũ rồi mới qua chở hàng mới được. Tại vì cái này nó đất đá, đất sét rồi nhiều dữ lắm. Quét cái này thôi chứ vài bữa nữa về là ông xã Ngân còn phải rửa hầm nữa đó. Xà lan Ngân bây giờ đã về tới Việt Nam rồi, nhưng mà mình phải đi lên bờ mình làm giấy hải quan nè, rồi mình lấy bát bo nữa thì mình mới về được. Đang chờ cho mấy chiếc xà lan xúm lại đậu chung, rồi cái đi lên bờ cái một làm thủ tục luôn. Bây giờ là cái dàm Ngân là đậu tới hình như là 4 chiếc hay 5 chiếc gì rồi đó. Nói chung là mấy chiếc này cũng quen á, mình cũng hay chở hàng chung lắm. Rồi bây giờ xuống đò nha, mấy anh em Ngân đi vô bờ để mà làm thủ tục giấy tờ. Bữa đi lên á thì làm giấy nhanh lắm ngàn, nhưng mà đi về á ngồi chờ hơi bị lâu luôn á. Lên ngồi chờ hình như là gần 2 tiếng đồng hồ luôn á. Bây giờ thì mới làm thủ tục xong nè. Nguyên một cái đò này của mình là hôm bữa ở trên Campuchia á, đậu chờ nhận quặng sắt nè, rồi không có nhận á, cái chạy về là chạy hết nguyên đòn luôn. Ta nói đậu chung nguyên một về như thế này nè. Rồi bây giờ thì xà lan Ngân đã có thủ tục giấy tờ rồi. Rồi bến đi về thôi. Nãy giờ Ngân đi lên bờ, Ngân làm thủ tục giấy tờ. Bây giờ thì cuối cùng mình cũng đã có giấy tờ mình đi về rồi. Ông xã Ngân thì với lại em Vinh bây giờ còn đang ráng kéo mấy thùng ở hầm mũi cho xong luôn. Tại vì chuyến này Ngân tính về với Mỹ Tho là cho hủ tiền nó về nhà chơi vài bữa. Phải tranh thủ chỗ làm đi rồi Ngân có hàng luôn rồi, xà lan Ngân có hàng rồi. Xong là Ngân đi về là Ngân đậu ở nhà ăn bữa hay bữa cho ông xã Ngân đi lên Sài Gòn khám bệnh, là bắt đầu mình sẽ xuất bến ra Vũng Tàu nhận hàng tiếp á. Bây giờ thì 6 giờ mấy tối rồi. Trời tối thui luôn rồi. Trời càng ngày càng tối. Hồi chiều á Ngân về đây là còn sớm, về tới đây mới có một giờ một mấy à, mà chờ làm thủ tục giấy tờ tới giờ này mới xong. Chứ nếu mà có thủ tục sớm á thì chắc có lẽ là Ngân đi về sớm rồi. Ở phía trong bờ á có một cái chiếc xà lan đang bị cạn ở trong đầu dàm nè. Rồi bây giờ anh em xà lan 3-4 chiếc đang chuẩn bị cập vô để mà kéo cái em này ra nè. Bị cạn đang nằm trong đây nè. Quá trời, bây giờ thấy người ta cạn thì giờ mình vô mình giúp đỡ thôi. Ông ở dưới đó, ông chạy được bên nào, bên đây. Cũng chạy được dưới đó đó, giờ vòng lên á. Rồi mình sao cạn vô đây. Nước nước. Trời ơi, không giỡn nước. Nước lùi vô. Ở đây nó cạn nó dính cái nước nó lùi vô hoài, đúng rồi. Vậy thôi. Bây giờ hiện tại cái dàm mình là chỉ có 3 chiếc thôi, còn một chiếc ở ngoài đang chuẩn bị cập vô nữa. Lấy dây bự đi, lấy dây bự. Hà, ăn chút anh ba đạp lái nhẹ quá. Khoan, để đi lấy dây bự rồi, dây mình nha. Nhỏ xíu à. Phải 2 cộng, 2, 3 cộng mới được. 1 cộng gì không nổi đâu. Dây bự dây bốn rồi. Dây này dây lái em vòng về thêm cái nữa tiền ơi. Chúng nó giặt dữ lắm.
vô kỹ nha, để một hồi nữa là nó bị kẹt dây nha Tiền. Gắt cái đầu nào gắt cho kỹ một đầu á. Ê rồi 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 hả? Không, không lọt đâu. Chắc được rồi anh ơi, chắc được rồi. 3 phút vô đông đi, kêu anh đi, anh điện anh đi. Không biết luôn, nãy giờ không mới chở đầu, không chạy ngoài á. Không dám vô, nó còn ngoài á, nó không dám vô. Hồi nãy anh kéo hả? Gì hả? Sao nó tấp vô hả? Vậy nãy giờ anh kéo có nhúc nhích được miếng nào không? Y thinh luôn à. Nó chứ mình nổi cái lực của mình nó không có nhiều. Phải nhờ đông 3-4 chiếc á, chứ một mình kéo không có nổi đâu. Hãy thả cái neo dài không? Quay lên. Thẳng lên đi, thẳng neo tới quay neo lên xong rồi. Mới bạc ra là mình chạy tới à. Thấy nó xui quá là chặt dây bỏ đi. Mẹ nó chịu qua đây rồi. Hả? Nè, có em thấy có mấy cây nè. Không, sao không có gì hết á. Mình thì 4 chiếc là mình không có sợ bê vô đây rồi. Chuẩn bị kéo dây nha. Dây này dây bự chà bá luôn á. Còn cái kia giữ được. Bự mới được chứ nhỏ chị không nổi đâu. Ngồi đạp đạp nhẹ nhẹ cái lái qua rồi thấy dây mồi sao á. Chứ dây này chưa? Cái lái hạ sùn theo chạy nổi. Nước chảy mạnh quá. Trên ba hạ sùn đi. Chằng ơi, chằng dây ở đâu với đâu anh? Lộn qua đây hết rồi kìa. Ghê ghê tên tên. Bây giờ là mình đang chuẩn bị lòn dây nha. Con dây bên đây lông thần trưởng nè. Bây giờ buộc hai cái đầu dây này để ngồi nữa. Thảy qua bên kia, chói xà lan bên kia nè. Buộc cho chặt nha. Này là quan trọng lắm đó. Kéo được hay không là ăn thua vô khúc này nha. Từ từ nha, để ngồi lính quýnh hồi gói dây nha. Rồi bây giờ công đoạn chuẩn bị đã xong. Hai cộng rồi.
ghê quá. Đâu có chạy gà lớn không đâu. Cái băng băng. Băng. Là sợ trước là phải bỏ cái mèo mới được, cái tới bỏ cái mèo lên đi học đi mới được. Ghê quá. Cổng dây đó bay chập bán bay bên kia bộ dữ lắm. Nghe bự dữ lắm. Bây giờ 6 chiếc xà lan 6 lần đạp. Nhưng mà nhưng cuối cùng là vẫn không được luôn, cả nhà ơi, đứt đây hết rồi. Bây giờ nó dây lại là giờ nếu mà cái nếu xà lan như thế này là phải cần cái cọng dây siêu to khổng lồ không mới được. Dây nhỏ nhỏ nhiều không chịu nổi. Tiếp nha. Cọng dây này nãy bị đứt nè, đứt. Ôi đứt còn cục ngủ rồi. Còn con khúc à. Đâu tới cầu cây cỏ này mà còn bị không nổi nữa. Đó tắm tại đây mình luôn. Kiếm tàu kéo kéo chứ cố gắng hết sức rồi. Cái khúc dây bự mình về đây rồi, chút lấy xuồng chạy đi lấy con dây kia. Nói vậy hay. Cố gắng hết sức, kiếm chỗ ngủ đi. Ai gấp này về. Cố gắng hết sức rồi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Quá. Dạ đúng rồi. Lật ba ba bốn chiếc đủ lực nhưng mà dây không đủ. Dây không nổi. Dây không nổi. Chạy có nửa ga không à. Rồi thôi kéo dây về rút quân. Còn dây bự dữ lắm. Này này cái này chắc phải cỡ dây tàu buôn. Mai chào lại nha. Đánh. Ông kéo còn dây cái lớn không nổi luôn nè. Dây này có mua có 1,5 triệu mà bây giờ mới có đường xài. Giờ vậy mới có đường xài chứ không vô đường xài nữa đó. Chưa xài giờ. Mua tàu kéo bây giờ đâu có xài đâu. Từ 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 có chân té. Vậy hả? Cái gì chiếc bạch? Còn dây đó của chiếc bên kia. Dục lại qua bon đi. Rồi thâu xuống xuồng luôn. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng đành bỏ tay. Cái này mà phải có cọng dây của tàu buôn ha anh. Cọng dây tàu buôn kéo mới nổi. Rồi rồi mở dây lái luôn đi. Mở dây lái đi luôn ha anh. Dây kia mình nó dây đó, nó hơi cục quá à. Ngắn quá nó không chịu nổi đâu nè. Bỏ luôn mà nó còn có sáng chi mấy luôn á. Dây bắt tay luôn. Này nó gồng ra không nổi đâu, có sáng bỏ mai sao nó chứ giờ em nó thiệt không ra nổi. Tháng này nó lớn nó gồng nó có nhảy mé nhiêu bơi trên này á. 40 thước à. Thử chứ nữa. 40 thước chứ. Một cái thở thì đút cái ve chiếc này sát xuống luôn, lấy cái bự để quay hết bỏ vô lại mới được. Thì ai biết muốn thử thử à. Cái gì đó mà hai máy chạy. Cái nữa đi. Ba chiếc được thì 4 chiếc. Không bây giờ bây giờ nếu cộng dây bự đó là 4 chiếc chạy được á. Ừ. 4 chiếc chạy nhiều. Còn con dây bự ra. Hả? Một cộng à, giờ buộc một cộng dây bự nhất kìa. Cách gì? Bên đây ta còn giữ cái neo, mình lùi lại chạy thằng này chạy gan như nãy vậy đó, chạy không nổi rồi này kéo lên tiếp. Thử cái nữa đi không được thì nghỉ. Rồi vậy thôi gì. Cố gắng hết sức. Cá nữa ơi. Cá nữa. Rồi ơi. Cá nữa Tấn ơi. Lấy đường dây lấy đường dây 40 mét. Được chưa được. Đường dây bự của bên đây nè. Bên chợ
Này giúp cái này nữa là không được là thôi luôn á. Quá cọng dây này quá nặng rồi, kéo hết rồi. Bây giờ là hết cơm hết gạo luôn rồi. 40 mét đâu mà, 40 mét lận hồi phải ve sát cái xà lan đó luôn mới buộc tới á. Ồ, cọng dây này như là con bé na bự luôn á. Cái cọng dây, cọng dây như con bé na bự luôn á. Đây đây đây, đưa cái đầu. Rồi hồi nói xong kiếm chỗ đậu sáng về luôn ơi. Giờ là đi hết nổi rồi đó. Chạy cho thủ đậu sáng về. Ừ. Ở cái sáng về. Ừ, cũng được đó. Ai giờ ai cũng có lòng hết, mình phải gán thôi chứ sao giờ. Anh tức quá tức rồi, anh nói giờ tôi tức quá trời tức rồi. Ừ, làm cái nữa. Dạ. Mấy ông này bữa nay chơi khô máu bữa nay luôn rồi đó. Chút mới buộc dây lái mình lại nha Vinh. Chịu chịu cái đầu đó, hồi nó rớt cái đầu luôn á. Anh giục đại đi cho mấy ông kéo luôn đi anh. Giục đại đi. Thôi vậy anh. Đi sao nào. Cái đường dây này là đường dây siêu bự luôn á. Không được nữa thôi luôn á. Ai ve ra rồi. Ai chiếc của bà Phương ra vậy anh. Kéo thở bây giờ. Một chiếc kéo dư rồi. Giờ còn 3 chiếc mà. Thuốc ra rồi. Bây giờ là mình kèo cuối cùng là lôi cọng dây chà bá lửa. Cọng dây này mà không được nữa là bó tay luôn á. Hả? Tới không anh? Tới không? Phải không? Kêu buộc dây qua lên thuốc. Bộ dây bên Anh Phước không tới đâu. Không tới nổi. Không có ý kêu Phước chạy vào mép bên này rồi nè. Các bạn lùi xuống một xíu nữa. Đây. Kỳ này là giác cái cọng dây chà bá lửa luôn, 40 mét mà. Ôi ơi. Cọng dây này là Ngân cầm không hết cái tay nha, quá bự rồi. Đây đây, đây có sụt, có sụt. Hết dầu hết mỡ với chiếc này luôn rồi đó. Cố gắng hết sức. Thôi rồi. Đủ không? Đủ. Vừa luôn. Tính cho anh bắt ra máy ngoài, anh bắt sô le đậu sô le cái nữa đó. Ủa anh Phước. Cho anh Phước đậu sô le cái nữa. Ồ nãy giờ phải nãy giờ lấy cọng dây này rồi im ơi. Sợ không tới không à. Sợ ngắn. Rồi cuối cùng cọng này, cọng này mới được nè, cọng này mới chịu nổi với mấy cọng nãy rồi chịu không nổi. Cọng dây này quá im rồi. Bây giờ là tới xà lan của anh Phước. Ghe vô đậu sô le nha. Đậu sĩ tiền á. Chỉ có đậu sĩ tiền này mình kéo lên mới nổi thôi chứ đậu bằng là kéo không nổi rồi. Những cái thước phim này nếu mà quay ban ngày á cho mọi người xem là thấy rất là chi tiết và rất là rõ luôn, nhưng mà bây giờ là ban đêm rồi. Tính tối nay là mình sẽ thả neo mình đậu, rồi sáng mai mình sẽ xử lý. Nhưng mà bây giờ mỗi người có nguồn hàng khác nhau, mạnh ai nấy kéo xong là mình đi luôn chứ đâu có đậu đâu. Về hết 2 chiếc rồi. Còn 4 chiếc. Về lại. Trời thì bây giờ đang mưa rỉ rả. Sao không chạy lên chảnh mai cho cạp qua hả chứ bà? Thôi thôi chèo tính ở đó đậu lại cạp. Rồi xong ông cái điện ngoài ổng nó mày nói mày coi mày kéo giùm tao ra. Rồi xong rồi chạy luôn. Tính về với ngày mai thôi le ghé ụ lên ụ đi cho lính nó làm.
Ủa nhận hàng luôn hả? Chị Bi hả? Chụp dây cho chị Ba. Rồi một dây tiếp. Mỗi luôn nè. Mày cá lấy cộng nghiệp. Không sao đâu, có mình chị Ba mà, không sao đâu. Đầu gạch dây đó. Rồi, câu gì lấy vô bắt đầu là phè nè. Quá rồi. Hết dầu hết mỡ rồi. Giờ là cái này nó là ga luôn nè. Cái này nó là ga luôn đó. Không có cơm nước gì luôn chị Ba. Không lên bờ không ăn được tôi bún riêu. Em kêu tấp vô ăn bún riêu. Dạ có chứ mình nếu mà không ăn giờ này chắc xỉu hết luôn rồi đó. Em mới bế tô cơm cho chồng em đó. Quá trời quá đó. Không, mai có hai mấy chiếc trên từ bước nữa. Ủa có hai chiếc chạy á hả? Chưa. Vậy là ba chiếc chạy. Đường, dây cáp ở cổng Bích Châu luôn chứ. Hả? Nó không đứt dây cáp ở cổng Bích Châu nếu không có dây cáp. Để sáng kéo hai thằng về lên nữa. Bây giờ bỏ neo kêu hao kia ổng dây. Bỏ neo sao là đậu nè. Bỏ neo đây luôn được nè. Bỏ đây là hai cái ở đây rồi. Đây rồi. Đây đậu qua đi vô đây. Ơi rồi xong. Cộng dây bự nhất. Không, chú này chú về, có mình đậu à, còn mấy chiếc này về. Anh mời về luôn hả? Về bến nhà đậu rồi. Còn cộng dây nè. Thôi đi nghỉ cái đi quá mệt mỏi rồi. Vậy trường tới lại đi anh ơi. Nãy giờ bên chiếc của Ngân đó là ve xuống, Ngân đậu sau le. Cái mũi mình giờ nằm ngay lái bên đây rồi. Cái mũi mình nằm ngay cái lái của chú Mười, giờ trường tới. Trường tới luôn, đậu cho nó đồng đi rồi sáng tính tiếp chứ giờ quá mệt rồi.